Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2019 thì cơ sở chúng em cập nhật tiếp những loại lan rừng về để chia sẻ với tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Trước khi giới thiệu những mặt hàng lan thì em cũng xin tự giới thiệu, em tên là Triệu Ngọc Bền nhé. Em ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ạ. Và các bạn đặt hàng xin hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em là 0984754102 nhé các bạn nhé. Các bạn đặt hàng em sẽ gửi hàng COD đi cho tất cả quý vị các bạn qua bưu điện và sẽ có bưu tá phát hàng tận tay cho các bạn. Và các bạn trả tiền hàng và tiền cước trực tiếp cho bên bưu tá nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ em đi vào giới thiệu những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có luôn. Hôm nay chủ yếu em toàn là hàng Tây Bắc thôi các bạn ạ. Nên là với cả có cả châu Thái. Châu Thái hàng nào cũng có, nhưng mà chủ yếu nhiều nhất là hàng Tây Bắc. Ở đây em giới thiệu luôn cho các bạn cái giáng hương tam bảo sắc nhé các bạn nhé. Giáng hương tam bảo sắc thì nó khác với cái hoàng thảo tam bảo sắc, là giáng hương là dòng giáng hương nhé. Cái hoàng thảo là dòng thân thòng. Còn cái dòng giáng hương là dòng rễ gió nhé các bạn. Đấy, cây nhỏ thôi nhưng mà lá xếp rất là nhiều nhé các bạn. Cái này thì em bán xô lá xếp lá lướt lấn lộn nhau là 150.000 một cân nhé các bạn. Giáng hương tam bảo sắc này là hàng giống thôi, là có gãy gập lá đôi chút nhé các bạn nhé. Nên là hàng này thì em cũng chỉ bán xô đi được cho các bạn. Những cây nào nó bị cụt ngọn thì em sẽ loại bỏ ra. Nói chung là những cái lá từ rừng này về á thì nó rất là xấu luôn thôi, nhưng mà chúng ta trồng lên đến lúc những cái lá mới nó phát triển, tại vì nó là hàng giống, chờ những lá mới phát triển thì nó mới đẹp bứt mát được các bạn ạ. Mà dòng này phát triển cực kỳ là nhanh, mà hoa của giáng hương tam bảo sắc thì cực kỳ thơm rồi các bạn ạ. Hoa của nó màu nền vàng, có một chút tím và một chút trắng nữa. Đủ 3 màu luôn cho các bạn xem mà. Đấy, 150.000 một cân nhé các bạn nhé, giáng hương tam bảo sắc. Còn ở đây em còn có một chút lan châu Thái bóc trụ. Châu Thái bóc trụ thì như loại cây như này. Hai cây là 300.000 nhé các bạn nhé. Một cặp là 300.000 ạ. Loại cây này lá to, bản lá to. Đấy, 300.000 một cặp nhá các bạn. Đó. Đấy, một cặp như vậy đây. Những cặp này thì em đã xếp nó tương đồng nhau hết rồi. Chỗ này chắc chỉ có em có hai đống này đây, chắc mỗi đống chừng khoảng 5 cặp, chục cặp như này. Đấy, các bạn đặt hàng thì em gửi đi theo cặp như này là 300.000 nhá các bạn nhé. Đấy, theo cặp hai cây như này là 300.000. Đó. Đó. Đấy, các bạn xem qua cho chi tiết. Đấy. Đó. Đó, cây lá rất to luôn nhé, bản lá to nhé. Đấy, đấy, bản lá rất to này, 300.000 một cặp nhé. Còn có một loại cây lá nó nhỏ hơn nữa ở trên này đây. Đây, thân lá nó nhỏ hơn thì có giá là 250.000 một cặp nhé các bạn. Đây, loại này thì thân lá nó nhỏ hơn cây 300. Đó. Đấy, bản lá nó chừng khoảng 3-4 phân thôi. Còn cái loại 300 thì nó bản lá nó từng chừng khoảng 5 phân. Đây nhá, 250.000 một cặp như này nhá các bạn nhé. Đó. Cái này em bán theo cặp này cho các bạn thì các bạn cứ yên tâm về lá, là nó sẽ không bị lối lá nhé các bạn nhé. Đó. Đây, ở đống này cũng là một đống đây. Cái loại nhỏ này, hai đống này chắc em còn chừng khoảng 15-20 cặp gì đấy thôi. Đó. Đây. Đấy. Bây giờ thì trâu cả cây nhỏ và loại cây to của em đây thì nó đang có nụ hết cả rồi nhé các bạn nhé. Đây là những cái nụ này. Những cái nụ đang nảy lên từ cực những cái lá gốc đây nhé các bạn nhé. Còn ở đây là tóc tiên rừng Bắc. Đấy, đây là tóc tiên Bắc. Thân lá cực kỳ là dài đẹp luôn này, dài đẹp và đều.
Mỗi bó này là 100.000 một bó nhé các bạn nhé. 100.000 một bó. Còn ở đây là lan đùi gà, hoặc thảo đùi gà rừng Lào nhé các bạn. Đùi gà rừng Lào thì có giá là 180.000 một cân thôi các bạn ạ. Đùi gà rừng Lào thì thân lá của nó rất là dài. Đấy, đùi gà rừng Lào. Đấy, thân nó phải dài đến chừng 50 phân đến 1 mét các bạn ạ. 180.000 một cân thôi, đùi gà Lào. Thì hiện giờ thì thân lá thì bây giờ đang đang ra nụ nhé các bạn nhé. Những thân nào bị gãy thì em sẽ cắt bỏ trước khi gửi lan đi cho các bạn. Đấy, hoàng thảo đùi gà thì bây giờ đang có nụ rồi nhé các bạn nhé. Để em lấy nụ cho các bạn xem. Hoàng thảo đùi gà thì bây giờ đang lên nụ rất là nhiều luôn. Nhưng những thân này chưa thấy ra nụ nhỉ. Như đây. Đây nó đang sưng sưng mắt nụ đây các bạn ạ. Những mắt nụ là đang nứt ra rồi. Đẹp. Đó. Đây những mắt nụ là đang sưng rất nhiều luôn. Đấy. Đây, như thân này đây. Biểu hiện rất là rõ rệt luôn. Đó, những mắt nụ đang bắt đầu nứt ra này. Đó. Đây. Đây nhé các bạn nhé, 180.000 một cân. Còn đây là nghệ tâm. Nghệ tâm rừng Tây Bắc này, mỗi bó này là 100.000 nhé các bạn nhé. Chúng em buộc thành bó này cho các bạn dễ đặt hàng này. Đủ mỗi một bó là đủ các bạn trồng một dề rất là đẹp luôn. Đấy, lan nghệ tâm thì có cánh hồng, họng vàng nghệ nhé các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, bông của nó phải to, bông hạc vĩ. Đó, 100.000 một bó thôi ạ. Còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng bây giờ chuẩn bị có nụ nhé các bạn. Nhất điểm hoàng rừng Tây Bắc có giá là 100.000 một cân nhé các bạn. Đó, nhất điểm hoàng rất đẹp luôn. Thân dài đều đẹp nhau này. Đấy, 100.000 một cân nhé. Và còn đây là cái đùi gà Tây Bắc này. Đùi gà Tây Bắc thì đây thân vàng óng luôn. Đấy, bây giờ đang là cái mùa nụ của cái đùi gà. Nên là nụ những cái nụ nó mới chớm nứt thôi. Thì chúng ta lấy hàng luôn trong những ngày hôm nay. Thì lúc vận chuyển thì những cái nụ của nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nhớ các bạn nhé. Nên là chúng ta sẽ được chơi hoa luôn cái mùa sắp tới. Đó. Đùi gà Tây Bắc là có giá là đắt hơn đùi gà rừng Lào nhé các bạn nhé. Đùi gà rừng Tây Bắc có giá là 230.000 một cân nhé các bạn. Đó. Phía hôm qua thì em hết hàng. Sáng nay mới dỡ được cái thùng hàng mới. Thì ra được thêm độ khoảng hơn chục cân. Còn đây là Vanda Hương Chanh. Vanda Hương Chanh thì bây giờ đang ra những cái nụ này rất dài luôn này. Vanda Hương Chanh có hoa cực kỳ là thơm nhé các bạn nhé. Đó. Đấy. Có những cây nó bị gãy lá đôi chút. Nhưng mà hoa thì đảm bảo hoa để chúng ta chơi luôn. Hoa đang ra nụ rất dài này. Đó, những cây nhỏ nhỏ vậy cũng đang rất nụ này. Như cây nhỏ nhỏ này ba vòi nụ luôn này. Đó, một vòi trong bẹ lá bên dưới nhé. Đó. Đấy. Đây, cây nhỏ nhỏ này cũng đang nụ hết này. Đấy. Cái loại này thì có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó. Còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân 140.000 một kg. Đó, hàng cực kỳ đẹp luôn, đều đẹp nhau hết luôn. Đấy. 140.000 một kg. Loại này đang chuẩn bị cho nụ nhá các bạn nhá. Và còn đây, mặt hàng rẻ nhất của phiên hôm nay đây là kim thoa nhá các bạn nhá. Hoàng thảo kim xoa thoa, toàn hàng dề rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Kim thoa em bán giá 100.000 một kg thôi. Đấy, toàn hàng dề rất đẹp luôn. Dề này chắc độ 5 lạng. Như dề này chắc phải mấy cân, 2-3 cân. Đấy, có mỗi thằng dề này to nhất mà cũng đẹp nhất này, tầm khoảng 3 cân này. Đấy, bác nào thích lấy dề to này thì điện trực tiếp cho em. Để em cân lên xem nó là bao nhiêu thì em gửi cho các bác.
Các bác cứ việc đặt hàng là lấy dề mấy cân nhá, 1-2 cân có, 5 lạng có. Và dề to nhất chắc là 3 cân này. Thì cũng tính giá là mỗi cân là 100.000 thôi các bạn ạ. Còn đây là bạch nhạn. Bạch nhạn. Đấy, mùa này nó héo lá rất là nhiều. Dòng dáng hương nó hay bị héo lá lắm các bạn ạ. Bạch nhạn này là có giá là 140.000 một cân nhá các bạn nhá. Đấy, một cân sẽ được rất là dôi luôn. Lá nó đang héo héo vậy cơ mà. Về chúng ta ngâm hùng nguyễn, sau đó chừng khoảng một tuần thì chúng ta phun B1 kích rễ để cho nó cây nó ra rễ, để rồi cây sẽ hồi phục rất là nhanh luôn nhé các bạn nhé. Và còn ở đây là dáng hương đuôi chồn, chồn trắng bắc nhé các bạn nhé. Đây là loại cây to, 240.000 một cân đuôi chồn bắc đó. Những cái chùm hoa này rất là dài luôn này. Đấy, đấy, chùm hoa chùm quả này. Đấy, loại cây to đều, cái này chừng khoảng 5 cây một cân rồi các bạn ạ. Đó, to đều này. Đấy, là 241 cân. Còn đây là đuôi chồn hàng giống nhé các bạn. Đuôi chồn hàng giống, cây lá nó nhỏ hơn cái thằng to kia, thì có giá là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. 180.000 một cân. Cây bây giờ đang nhú nụ vòi này này. Đấy, cây bây giờ đang ra vòi nụ này các bạn này, đuôi chồn đấy. Đây, đây hai vòi nụ của đuôi chồn đây. Đó, hai vòi hai bên nhé các bạn nhé. Đây đang ra nụ đây. Đó, thế là cái hàng thân lá to đang nụ ở đây. Những cái nụ chắc chắn là đang nằm khép nép ở trong những cái bẹ lá rồi các bạn ạ. Đấy, về chúng ta là sẽ có nụ luôn. Nếu mà nụ ra dài quá lúc vận chuyển thì dễ bị gãy nụ, nên là chúng ta sẽ không được xem hoa luôn trong cái mùa tới. Đó, cái hàng giống 180.000 một cân thôi nhé các bạn nhé. Còn cái hàng to đẹp thì có giá là 240.000 cân. Còn đây là hoàng thảo vôi bắc. Hoàng thảo vôi bắc có giá là 260.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, đây là hàng đẹp này. Còn một chút hàng giống ở trên này đây, có giá là 180.000 một cân thôi. Phiên hôm nay em ưu đãi cho các bạn. Cái này sao vàng đẹp rồi. Đấy, hàng giống thì nó có gãy thân đôi chút nhé các bạn nhé. Đấy, hàng giống 180.000 một cân thôi. Và còn đây là hoàng thảo tam bảo sắc nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc thì hoa cực kỳ là đẹp và cho mùi hương cũng rất là thơm. Hoàng thảo tam bảo sắc có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, hoàng thảo tam bảo sắc. Còn đây là lan báo hỷ. Lan báo hỷ thì bây giờ đang mùa ra nụ rồi các bạn ạ. Đấy, đây là lan báo hỷ, bây giờ nó đang xuống hết lá này. Cây nào ấy còn lác đác một vài cái lá ở ngọn thôi các bạn. Đấy, đâu nhỉ, hôm qua em lúc em dỡ hàng ra là đã thấy có nụ nhá các bạn nhé. Để em tìm xem một cái nụ để cho các bạn xem. Là đấy, bây giờ là nó đang có nụ nhá các bạn nhé. Đây là lan báo hỷ đây. Bây giờ cây nó đang ra nụ nhảy như thế này rồi đây các bạn này. Đó, đây là nụ báo hỷ đấy nhá. Bây giờ đang chồi nụ này. Lác đác một số thân là nó đang chồi nụ thôi các bạn ạ. Ở đây nữa này. Đó, đấy, những cây rất là ngắn thôi, nó chỉ chừng khoảng 20 phân. Đó, loại này thì đều có thân dài từ 20 phân trở lên hết nhé các bạn nhé. Đấy, thân tơ còn rất nhiều, mà cái thân ra hoa của nó là thân già nhé các bạn nhé. Ví dụ như thân này đây thì thân này năm ngoái nó đã ra hoa này. Năm ngoái nó ra hoa ở ngọn nhé. Năm nay lại tiếp xuống cái đốt bên dưới là có hoa tiếp. Đó, loại này có giá là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy là lan báo hỷ ạ. Còn đây em còn bó trúc mành chắc còn hơn cân.
gần 2 cân đấy, bó này chắc gần 2 cân. Trúc mành có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Trúc mành rừng Tây Bắc. Đấy. Đốt nó to và hơi tía tía. Đốt rất to khỏe. Còn đây là sóc tím. Sóc tím thì bây giờ cũng đang là mùa chuẩn bị ra nụ nhé các bạn nhé. Có khả năng là bây giờ những cái nụ đang khép nép ở trong mẹ lá rồi. Thì chúng ta cũng nên mua luôn cái dịp này để cuối xuân là chúng ta xem hoa nhé các bạn nhé. Sóc tím có giá là 150.000 một cân. Đó, sóc tím rất đẹp luôn, cây to đều luôn. Còn đây là kiều vàng. Đấy, kiều vàng này, hàng này thì nói chung là không được đẹp mấy. Em bán giá là 120.000 một cân luôn nhé các bạn nhé. 120.000 một cân, kiều vàng ạ. Đây, kiều vàng này. Còn đây là lan hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua có giá là 120.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó, hoàng thảo môi tua bây giờ chuẩn bị ra nụ nhé các bạn nhỉ. Đấy, bây giờ chưa có cây nào có nụ đâu, nhưng mà bây giờ đang đi vào mùa có nụ rồi nhé. 120.000 một cân. Còn đây phi điệp vàng. Phi điệp vàng đây. Thì bây giờ cây nó đang lên mầm. Rất là thời điểm rất tốt để chúng ta ghép, để thuần được cây. Về cái này thì về các bạn ghép lên độ khoảng 1 tuần thì các bạn phun B1 kích rễ nhé. Thì để cây nó phát triển rễ nhé. Đó. Ở đây thì hàng bây giờ đang lên mầm nên là chủ yếu là toàn thân già thôi. Còn mầm thì bây giờ nó mới lên được tầm chừng khoảng 20 phân như này. Đấy, có những mầm lên được có độ khoảng chục phân. Đó, 150.000 một cân, phi điệp vàng nhé. Còn đây là lan ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu có giá là 200.000 một cân nhé các bạn. Đó, ý thảo ba màu thì hoa cũng rất là đẹp, mà màu cực kỳ là sặc sỡ luôn. 200.000 một cân, ý thảo ba màu nhé. Còn đây là long tu đá hoa tím. Còn một chút hàng của Lào. Thân nó mảnh hơn hàng Tây Bắc rất khá là nhiều. Đấy. 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy. Long tu đá hoa tím nhé. Số này chắc còn chừng khoảng 3 cân hôm qua về. Còn đây là Phật Ngọc. Đây, Phật Ngọc tàu khựa đây. Các bác yêu cầu về mà em bán cho các bác 3 hôm rồi mà chưa hết đây. Hôm nay còn chừng độ khoảng 3-4 cân gì đấy nữa này. Dọc này rất là nhẹ. Các bạn có thể lấy nửa cân là về trồng được một chậu khá là to rồi. Đấy. Các bác yêu cầu em là em nhập về một chút hàng của tàu khựa là em bán cho các bác nhé. Là 450.000 một kg. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Về lan hoàng thảo Phật Ngọc nhé. Còn đây hoàng lạp 120.000 một cân. Đó. Hoàng lạp nhìn thân lá nó sơ xác lắm. Hôm nay em hết hàng sơn thủy tiên rồi. Không còn hàng sơn thủy tiên, còn mỗi hoàng lạp. Còn đây là long tu xuân. Long tu xuân hàng đẹp. Cây dài nhá, thân những cái thân tơ đều dài từ trên 20 phân trở lên nhá các bạn nhé. Đấy. Là 260.000 một cân nhá các bạn nhé. Đấy, long tu xuân 260.000 một cân. Còn cái loại hàng giống ở đây em có nhặt ở đây. Long tu xuân hàng giống thì đây nhé các bạn. Đấy, cây nó dài độ khoảng 20 phân thôi. Đó. Hàng giống thì nó sẽ có cả những cây nó bị gãy một đôi chút nha các bạn nhé. Thì cái này các bạn nhà vườn cứ hay thích mua cái này về để ghép. Chúng ta ươm thì nó rất là lợi đầu cây. Nên là mặt hàng này các bạn có thường lấy là toàn lấy mấy cân một thì đấy, em cũng để giá cho các bạn cực kỳ là ưu đãi là 200.000 một cân thôi. Hàng giống nhá các bạn nhé. Đấy, hàng này em cũng ghép vào vườn khá là nhiều rồi. Đó. Còn đây là mai trúc lan. Mai trúc lan thì có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Dòng này chúng ta trồng ở chậu, vừa làm cảnh lại vừa được xem hoa. Đến mùa hoa thì chúng ta xem hoa.
Đấy, mai trúc lan thì cho hoa màu vàng nhá các bạn nhé, cho bông màu vàng rất là đẹp. Đây là một dề đấy. Chủ yếu toàn hàng dề đấy, mai trúc lan này, dề này rất là nhiều lá luôn này. Đó, vừa rồi là những mặt hàng lan mà em đã giới thiệu qua và giá chi tiết từng loại em cũng đã đề xuất, mà giá em đưa ra ở đây thì chưa bao gồm cả phí ship nhé các bạn nhé. Nhiều bạn cứ liên lúc gặp nhân viên bưu tá bảo là tiền hàng bằng này, tiền ship là bằng này, cứ thắc mắc là bên em bán là phải có cả phí ship thì mới phải, chứ thực sự là cái phí ship nó nói chung là chẳng đáng bao, nhưng mà cái lợi nhuận của chúng em thì một gói hàng của chúng em bán cho các bạn là 500.000 thì em cũng chỉ lãi ra được tầm mấy chục nghìn, vài trăm nghìn đấy, mấy chục nghìn đến trăm nghìn thì làm sao mà em đi bao phí ship được cho các bạn, trong khi đó gói hàng tầm khoảng 500.000 của các bạn đã cái phí ship đã trên 100.000 rồi đúng không đấy. Nên là nhiều bạn mua lan cứ kiểu là muốn lấy được không ấy, thì làm gì mà có hàng để mà chơi đúng không các bạn. Đấy, em Ngọc Bền xin chân thành tất cả quý các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhá. Em tạm biệt các bạn nhé, hẹn các bạn clip phiên ngày mai tiếp để em cập nhật thêm những cái loại lan mới nào nữa nhé.